Tem SBTN Go mọi lúc mọi nơi, hình ảnh HD, âm thanh rõ ràng, chỉ có 9.99 cho một tháng sau 7 ngày dùng thử. Quý vị có thể tải SBTN Go trên Google Play, Apple Store, Roku hoặc Amazon. Phan Đại Nam kính chào quý khán giả. Kính thưa quý vị, hôm nay là chiều ngày Chủ nhật 8 tháng 11 2020, chúng tôi đang có mặt tại buổi lễ thắp nến cầu nguyện cho đất nước Hoa Kỳ cũng như cho Tổng thống Donald Trump, được tổ chức trên đại lộ Bôn Sa Trần Hưng Đạo, đối diện với thương xá Phước Lộc Thọ, thành phố Washington, miền Nam California. Kính mời quý vị cùng theo dõi sau đây. Chúng tôi xin giới thiệu nghị viên thành phố Westminster Nguyễn Mạnh Chí, đồng trưởng ban tổ chức. Thứ nhất là chúng ta cầu nguyện cho đất nước Hoa Kỳ được thanh bình, được bình an, và chúng ta cầu cho thế giới được tránh khỏi cái nạn dịch Vũ Hán, và đồng thời chúng ta cũng cầu nguyện cho đất nước Hoa Kỳ này trong cái cuộc tổng tuyển cử này được trung thực, tất cả mọi chuyện được công bằng. Chúng tôi chỉ yêu cầu mọi sự công bằng, và rồi kết quả ra sao thì ra, nhưng mà chúng ta phải tôn trọng cái lá phiếu của những người đã đi bầu, để rồi chúng ta có được cái kết quả tốt đẹp mà người dân mong muốn. Và vì thế chúng tôi cố gắng trong cái buổi thắp nến ngày hôm nay để chúng ta cùng hiệp ý với nhau, cùng cầu nguyện với nhau cho đất nước này và cho cuộc tổng tuyển cử này được công bằng, và cầu cho Tổng thống Donald Trump được an bình để ông tiếp tục phấn đấu cho cái sự mà mọi người chúng ta đang mong đợi, đó là sự công bình. Và ý kiến của các đồng hương tham dự. Hôm nay thì những người Mỹ gốc Việt mà yêu quý Tổng thống Donald Trump muốn đến đây để thứ nhất là ủng hộ tinh thần cho ông, và muốn đòi lại công lý, hòa bình cũng như là sự công bằng, cái justice, tức là sự thật bao giờ nó cũng phải là đúng sự thật. Tôi thì lúc nào cũng vậy. Hồi xưa tôi không biết Donald Trump là ai, nhưng mà từ năm 2016 cho tới bây giờ thì tôi đã thấy ngài Tổng thống Trump vừa có tài vừa có tâm, biết nghĩ tới người dân Mỹ, American First, and ông đã làm cho nước Mỹ vĩ đại, và ông đã làm rất là nhiều cho đất Mỹ và người dân Mỹ. Thưa chị, chúng tôi thấy là có nhiều người họ là cũng là một nhà trí thức, họ nói ông Donald Trump là một người bất tài và vô đạo đức. Chị nghĩ gì về câu nói đó? Câu đó nói là không có đúng, là tại vì bất tài, lẽ nhiên ông phải có tài thì ông mới làm cho nước Mỹ trong 4 năm đó là rất là giàu mạnh, và cái kinh tế nó lên rất là nhiều trong vòng 4 năm, và cái số thất nghiệp rất là ít. Và trước Covid, đó là do đó là nước giàu mạnh, và ông là người dám nói, dám làm. Tuy là cái cách nói thì nhiều khi nó thẳng, nó sự thật thì mất lòng, cho nên là nhiều khi ông rất là thẳng, và tôi thích thì người là dám nói, dám làm và thẳng. Cái đó là rất là sai, tại vì ai có thể nói như vậy được. Ông Trump, tổng thống rất là thành công rất là nhiều, làm được rất là nhiều việc, như là low minority unemployment, rồi GDP, rồi xong peace ở Middle, hòa bình ở Middle East, rồi xong crime, giống như là criminal justice reform. Rất là nhiều cái mà không có trong 4 năm không có tổng thống nào mà làm được như cái đó. Cái đạo đức là tại sao ông đạo đức? Ông gì ba người justice vô làm Supreme Court, hai người rất là bao nhiêu người là conservative chống phá thai. Quá đạo đức cho đối với mấy người bên công giáo, bên đạo. Rồi kiếm công ăn việc làm cho người ta là đạo đức. Trong 4 năm qua đã thấy rằng Tổng thống Donald Trump đã làm rất nhiều việc. Thứ nhất là trong những gần đây ông đã rất cứng rắn với Biển Đông và với Trung Cộng, và ông không chấp nhận cái đường lưỡi bò và đưa ra Liên Hợp Quốc, và được sự ủng hộ của Ấn Độ, Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Úc và các nước đồng minh ở Đông Nam Á. Ngoài ra trong tháng vừa qua ông đã có một sự kết hợp giữa Israel và 4 nước ở Trung Đông. Đây là lần đầu tiên mà chúng thấy Hoa Kỳ có một sức mạnh quân sự hòa bình ở tại Trung Đông rất là đáng kể. Ông đã tiêu diệt ISIS, ông đã đánh phá terrorism ở Iran,
và nhất là trong trước Covid, ông đã đem kinh tế Mỹ lên về nạn thất nghiệp giảm xuống, job tăng lên cũng như thị trường chứng khoán tăng rất nhiều. Kính thưa quý khán thính giả, buổi thắp nến cầu cho Hoa Kỳ bình an và cho Tổng thống Donald Trump đã chấm dứt vào buổi tối cùng ngày sau phần văn nghệ và cầu nguyện. Phát Đại Nam tường trình từ thành phố Westminster, miền Nam California. Xem SBTN Go mọi lúc mọi nơi, hình ảnh HD, âm thanh rõ ràng, chỉ có $9.99 cho một tháng sau 7 ngày dùng thử. Quý vị có thể tải SBTN Go trên Google Play, Apple Store, Roku hoặc Amazon.